Chiều nay, 20 tháng 12 năm 2021, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo 35 của Đảng ủy khối về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2021 và hội nghị báo cáo viên quý tư năm 2021. Thời gian qua, Ban chỉ đạo 35 của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tập trung triển khai chỉ đạo các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Trước hết là bảo vệ đoàn kết nội bộ để các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị không thể làm lung lay sự mất niềm tin của cán bộ đảng viên đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, nhà nước. Ban Thường vụ Đảng ủy khối tập trung củng cố, duy trì nền nếp sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, quán triệt cho cán bộ đảng viên mục tiêu lý tưởng của Đảng, lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Qua hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tin tưởng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới sẽ trở thành phong trào thi đua thường xuyên, liên tục trong toàn Đảng bộ khối, nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tiếp đó là hội nghị báo cáo viên quý tư năm 2021 nhằm triển khai nội dung cốt lõi của nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ tư khóa 13, triển khai kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa, và kết luận số 03 ngày 1 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị, thực hiện kết luận số 21.